Nhưng bạn lại đang gặp phải những vấn đề như bạn không biết bắt đầu từ đâu, không tìm được niềm vui cho công việc, đi làm không giống với những gì được học trên giảng đường. Bạn muốn tự tay tham gia vào quá trình sáng tạo công trình mà mình mơ ước. Bạn chưa có sự đổi mới nào về năng lực cho công việc. Bạn không hài lòng với mức lương hiện tại, hay bạn mất quá nhiều thời gian và không thể đến trường hay trung tâm để học. Học phí thì nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tương lai mù mịt, cơ hội thay đổi cuộc sống dường như đang khép lại. Đừng lo, hãy đến với khóa học Revit Architecture cơ bản đến nâng cao tại Công ty Cổ phần Học viện Giseto Việt Nam. Bạn có đam mê ngành kiến trúc sư đầy kiến tạo, định hình nên các công trình kiến trúc từ các đường nét, bố cục hình khối, ước mơ làm đẹp cho không gian sống của bạn. Một công việc đầy sự đam mê và sáng tạo, một vị thế nhất định được xã hội tôn trọng và có một mức thu nhập mơ ước. Dù bạn là sinh viên mới ra trường, học chuyên ngành kỹ thuật như là kiến trúc, kết cấu, điện nước thuộc các trường đại học liên quan đến kiến trúc, cho đến các kỹ sư chưa có nhiều kinh nghiệm cho thiết kế, những kiến trúc sư cần được nâng cao tay nghề hay người có đam mê muốn tự tay thiết kế công trình riêng cho gia đình và xã hội. Nhưng bạn lại đang gặp phải những vấn đề như bạn không biết bắt đầu từ đâu, không tìm được niềm vui cho công việc, đi làm không giống với những gì được học trên giảng đường. Bạn muốn tự tay tham gia vào quá trình sáng tạo công trình mà mình mơ ước. Bạn chưa có sự đổi mới nào về năng lực cho công việc. Bạn không hài lòng với mức lương hiện tại, hay bạn mất quá nhiều thời gian và không thể đến trường hay trung tâm để học. Học phí thì nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Tương lai mù mịt, cơ hội thay đổi cuộc sống dường như đang khép lại. Đừng lo, hãy đến với khóa học Revit Architecture cơ bản đến nâng cao tại Công ty Cổ phần Học viện Giseto Việt Nam, nơi trau dồi kiến thức, chia sẻ những kinh nghiệm, đồng thời giúp bạn nâng mức lương lên tới 8 con số chỉ trong thời gian ngắn. Tại đây, học viên được trang bị đầy đủ tư duy, kiến thức, kỹ năng quan trọng nhất liên quan đến Revit Architecture cơ bản đến nâng cao, các công cụ dựng hình Revit từ cơ bản tới nâng cao, ứng dụng Revit để khai triển một công trình kiến trúc thực tế, xuất hồ sơ bản vẽ theo tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật, bóc dự toán kiến trúc. Với những gì được học, học viên sẽ sử dụng thành thạo phần mềm Revit Architecture. Nội dung chương trình học đa dạng, đầy đủ, được thiết kế mạch lạc, khoa học, đẹp mắt, giáo trình, video cùng các tài liệu liên quan khác rõ ràng, dễ xem, dễ hiểu, giúp cho học viên mau chóng tiếp thu và ứng dụng. Cụ thể khóa học sẽ được chia theo từng phần với các bài học như sau. Phần 1. Làm quen với giao diện. Phần 2. Công cụ quan sát đối tượng. Phần 3. Cách tạo lưới trục và tạo family đầu lưới. Phần 4. Cách tạo cao độ và tạo family đầu cao độ. Phần 5. Các lệnh dựng hình cơ bản. Phần 6. Cách dựng cột, tạo family cột. Phần 7. Cách tạo dầm và vẽ dầm. Phần 8. Cách tạo rằng, hệ khung vì kèo. Phần 9. Các loại tường, các lớp cấu tạo tường. Và phần 10. Các bước dựng tường. Những bài học chi tiết cụ thể đi sâu vào vấn đề thực tế sẽ giúp cho học viên nắm được quy trình tổng quan về phần mềm Revit Architecture. Hãy đến ngay với Học viện Giseto, luôn theo sát học viên ngay cả khi khóa học đã kết thúc. Hỗ trợ học viên bằng các hình thức từ online tới offline thông qua Zalo, TeamViewer, gọi điện vào giờ hành chính từ 8 giờ tới 17 giờ. Hỗ trợ trực tiếp tại văn phòng công ty từ 15 giờ tới 17 giờ thứ bảy hàng tuần. Bên cạnh đó, sự khác biệt mà Giseto sở hữu là học viên khóa Revit Architecture cơ bản tới nâng cao còn được thực hành liên tục lên tới hơn 80% thời lượng khóa học để làm quen với công việc thực tế trong quá trình học dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của đội ngũ giảng viên giàu tâm huyết. Đặc biệt, học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi tùy vào điều kiện và thời gian của mình. Ngoài thời gian tìm hiểu những kiến thức về chuyên môn, thì học viên còn được tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, hiểu rõ hơn về những kỹ năng cũng như sẵn sàng để thử thách bản thân với một công việc mới, lĩnh vực mới mà bạn yêu thích. Một người thành công không bao giờ biết ngừng cố gắng. Hãy nhanh chóng quyết định trở thành học viên của Giseto để được tham gia khóa học miễn phí cùng rất nhiều những lựa chọn tuyệt vời khi học tại Giseto. Đặc biệt, học viên có cơ hội làm việc tại Kisato hoặc được giới thiệu việc làm tới các công ty đối tác trong hệ thống Kisato Group. Nếu bạn vẫn còn chưa tin hay còn đang chần chừ, hãy truy cập ngay vào giseto.com để được học thử miễn phí. Chúc các bạn thành công!